2018, cộng của Trấn Thành thu thêm 1 triệu USD, lập kỷ lục tại Mỹ. Sau 3 ngày công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu, Mai lập kỷ lục là phim Việt đầu tiên đạt doanh thu 1 triệu USD khi ra mắt quốc tế. Theo Deadline, sau khi phá kỷ lục là phim Việt có doanh thu cao nhất, hơn 520 tỷ đồng, theo công bố của nhà sản xuất. Mai tiếp tục lập kỷ lục khi chiếu ở thị trường quốc tế. Phim do Trấn Thành làm đạo diễn, nhà sản xuất trở thành phim Việt đầu tiên đạt doanh thu 1 triệu USD khi ra mắt quốc tế. Phim gắn nhãn 18 cộng tại Việt Nam hiện thu 917.000 USD từ 154 rạp ở Bắc Mỹ và 133.000 USD từ 40 rạp ở các thị trường Anh, Pháp, Đức, Na Uy, Czech Republic, Slovakia và Ba Lan. Từ ngày 22 tháng 3, 3.388 phim phân phối độc quyền phim của Trấn Thành tại gần 200 cụm rạp ở 9 quốc gia khắp Bắc Mỹ và châu Âu, đánh dấu đợt phát hành rộng rãi nhất từ trước đến nay của phim Việt ở hai châu lục. Hiện, Mai có tổng doanh thu toàn cầu hơn 22 triệu USD. Trang Deadline của Mỹ đưa tin Mai là bộ phim thứ 3 của Trấn Thành được phát hành tại nước ngoài. Mai hiện phá kỷ lục, doanh thu mở màn cao hơn tổng doanh thu hai bộ phim của Trấn Thành khi ra mắt tại Mỹ, Bố Già 320.000 USD và Nhà Bà Nữ là 440.700 USD. Đạo diễn Phạm Thiên Ân nói với Deadline, công ty tập trung cao độ vào việc xây dựng và đặt nền móng cho các thị trường mới để giúp phim Việt đến đúng đối tượng mục tiêu. Việc Mai mở màn 1 triệu USD thể hiện rằng phim thành công bên ngoài thị trường nội địa. Nhà phát hành gọi đây là thành tựu lịch sử, thể hiện hy vọng và sự lạc quan rằng thị trường phim chiếu rạp chưa khám phá hết tiềm năng của phim nước ngoài. Chúng tôi tin rằng nền tảng mà 3.388 phim đang xây dựng mang lại lợi ích không chỉ cho phim Việt, mà còn khắp Đông Nam Á từ Indonesia, Philippines, Thái Lan và Malaysia, đạo diễn nói thêm. Trước đó, Trấn Thành đăng bài thông báo sang Mỹ cùng Harry Won để ra mắt Mai. Nam đạo diễn nói phim chưa chiếu ở quốc tế đã tự phá kỷ lục của Nhà Bà Nữ. Phim ban đầu được chiếu trên 100 rạp, nay phải tăng lên 200 rạp tại 9 quốc gia trong cùng một ngày, bắt đầu từ ngày 22 tháng 3, bao gồm Mỹ, Canada và nhiều nước châu Âu. Nhiều rạp ở những thành phố lớn còn chiếu Mai trong phòng với chất lượng, hình ảnh và âm thanh sang nhất chỉ dành cho những bom tấn cực lớn của Mỹ. Quả thật, đây là niềm hạnh phúc quá to lớn, Trấn Thành chia sẻ. Trước khi sang Mỹ, Trấn Thành công bố doanh thu thực của phim tại Việt Nam tính đến ngày 22 tháng 3 là 520 tỷ đồng. Sau 41 ngày ra rạp, tác phẩm bán được hơn 6,5 triệu vé, hiện nắm kỷ lục phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.